Thưa quý vị, với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, sự ủng hộ đồng lòng của các tầng lớp nhân dân, đến nay tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh đã cơ bản được kiểm soát. Trải qua 14 ngày không ghi nhận ca nhiễm thứ phát trong cộng đồng, thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, bắt đầu từ 0 giờ ngày hôm nay, mùng 10 tháng 9, các biện pháp hạn chế được nới lỏng, nhiều hàng quán bắt đầu phục vụ tại chỗ trở lại nhưng phải tuân thủ yêu cầu phòng chống dịch để thích ứng với điều kiện bình thường mới, ghi nhận tại thành phố Việt Trì. Ngay sau khi nắm bắt thông tin từ văn bản chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, nhiều cửa hàng ăn uống tại phố ẩm thực Nguyễn Du, phường Nông Trang đã bắt đầu mở cửa, phục vụ khách hàng tại chỗ. Chủ các cơ sở cơ bản có ý thức tự giác chấp hành các quy định phòng chống dịch như bố trí, sắp xếp lại bàn ăn để khách đến có thể ngồi đảm bảo khoảng cách an toàn. Nhân viên luôn đeo khẩu trang trong quá trình phục vụ, dung dịch rửa tay sát khuẩn cũng được chuẩn bị đầy đủ. Thời gian vừa qua thì nghỉ chúng tôi cũng bán đem về nhưng mà cũng không được nhiều. Còn hôm nay được mở cửa trở lại thì chúng tôi cũng rất là phấn khởi. Nhưng mà cũng chấp hành đúng nội quy là chỉ bán khoảng 50% ạ, để đảm bảo an toàn chống dịch. Theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, các nhà hàng quán ăn uống được phép phục vụ tại chỗ trở lại nhưng phải đảm bảo yêu cầu giãn cách chỗ ngồi, phục vụ tối đa 50% công suất tại một thời điểm và không quá 20 người trong một phòng kín. Song song với việc thông tin, tuyên truyền chủ trương nới lỏng hạn chế tới người dân, Ban chỉ đạo COVID-19 các xã, phường đã tổ chức ký cam kết yêu cầu thực hiện nghiêm quy định phòng chống dịch đối với các hộ kinh doanh dịch vụ. Ủy ban nhân dân phường cũng nhận thức được rằng là đây là cũng là trách nhiệm của phường là tiếp tục phải quản lý chặt chẽ về việc là phòng chống dịch. Chúng tôi tiếp tục triển khai các đoàn công tác đi kiểm tra các nhà hàng, các cơ sở kinh doanh. Nếu mà phát hiện các nhà hàng, cơ sở kinh doanh vi phạm các cái biện pháp phòng chống dịch thì chúng tôi cương quyết xử lý theo quy định. Bắt đầu từ hôm nay, các hoạt động thể dục thể thao tại các địa điểm công cộng, các câu lạc bộ gym, yoga, dịch vụ spa chăm sóc sắc đẹp cũng được hoạt động trở lại, nhưng phải thực hiện nghiêm quy định 5K và không quá 20 người một địa điểm. Dịch bệnh kéo dài khiến hoạt động kinh doanh dịch vụ gặp khó khăn, nhiều cửa hàng không thể cầm cự. Vì vậy, được mở cửa trở lại trong trạng thái bình thường mới là niềm vui của rất nhiều người. Hôm nay thì cũng được mở cửa trở lại của cửa hàng và các dịch vụ khác. Thì mình cũng rất là vui mừng. Mong muốn tỉnh Phú Thọ mình thì vẫn phải kiểm soát tốt hơn nữa để cho dân mình được an toàn này. Và được mở cửa trở lại và kinh doanh tốt hơn. Tuy nhiên, trong ngày đầu hoạt động trở lại tại một số quán cà phê, khi không có lực lượng chức năng nhắc nhở, đã diễn ra tình trạng khách hàng tập trung đông, không đảm bảo giãn cách, ngồi gần nhau nói chuyện và không đeo khẩu trang. Trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 vẫn chưa xác định được thời điểm kết thúc, thì việc tuân thủ nghiêm các quy định phòng dịch chính là điều mỗi người dân cần ghi nhớ để duy trì nhịp sống bình thường mới.